Kể từ năm 1993, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam triển khai dự án phục hồi khẩn cấp hệ thống cầu trên tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam. Ngày 8 tháng 5 năm 2013, dự án đoàn tàu hữu nghị Việt-Nhật được khánh thành với chuyến đầu tiên khởi hành tại Hà Nội. Trong vòng 4 tháng qua, với thiết kế thể hiện tình hữu nghị Nhật-Việt mang biểu tượng hai quốc hoa là hoa anh đào và hoa sen, đoàn tàu đã liên tục chạy qua lại trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. 19 giờ ngày 21 tháng 9, chuyến tàu cuối cùng trong dự án này đã được xuất phát tại ga Sài Gòn.